Trong năm 2024, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực đã được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện, qua đó mang lại nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xây dựng hơn 1.500 căn nhà tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình xóa nhà tạm, dột nát. Trong đó có 1.200 căn nhà theo đề án xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Bộ Công an phối hợp với tỉnh triển khai. Đề án được khởi động từ cuối tháng 3 năm 2024 với tổng kinh phí là 96 tỷ đồng. Trong đó, 60 tỷ đồng do Bộ Công an vận động, tỉnh Đắk Lắk đối ứng 24 tỷ đồng, 12 tỷ đồng do Công an tỉnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố bố trí đối ứng từ nguồn ngân sách của địa phương và vận động từ các nguồn xã hội hóa khác. Với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ và người dân, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 1.200 căn nhà sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024. Đối với 300 căn nhà do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện, đến nay đã vận động xây dựng 352 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 23,2 tỷ đồng, vượt 17,3% so với kế hoạch đăng ký. Hiện nay, 100% nhà đại đoàn kết đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Việc hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, qua đó từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của người nghèo.